Sáng nay, ngày 19 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày 28 tháng 4 nhuận năm Canh Tý, nhân chuyến công tác Phật sự tại các tỉnh miền Tây, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, đã đến thăm Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang tại ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Cùng đi trong đoàn còn có Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự Phó Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đón tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Giám đốc Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Chư Tôn Đức Ban Giám đốc Trung tâm. Tại đây, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã dành tặng những phần quà bánh cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dạy tại trung tâm. Thượng tọa cũng đã quan tâm, thăm hỏi, động viên các em học sinh và khuyến tấn các em cố gắng chăm ngoan học giỏi để sau này trở thành người có ích cho xã hội, cho đất nước. Dịp này, Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng đã trao tặng 400 triệu đồng nhằm hỗ trợ chia sẻ đến trung tâm phục vụ chăm sóc các em nhỏ. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cũng đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Thượng tọa, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký cùng Chư Tôn Đức trong đoàn. Thượng tọa cũng đã giới thiệu sơ lược quá trình hình thành và phát triển của trung tâm. Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang chính thức đi vào hoạt động ngày 6 tháng 9 năm 2002, đến nay đã trải qua 16 năm. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng và giáo dục 227 em ở 5 cấp học, trong đó 104 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, 117 trẻ cấp mẫu giáo và có 6 em đang theo học hệ đại học và cao đẳng nghề. Sinh hoạt nội trú của các em được thực hiện theo thời khóa biểu khép kín từ 5 giờ sáng cho đến 20 giờ 30 phút mỗi ngày. Mọi nhu cầu sinh hoạt và học tập của các em được trung tâm cung cấp đầy đủ và miễn phí hoàn toàn. Ngoài việc học chữ, các em còn được học vi tính, Anh văn và các sinh hoạt khác như thể dục thể thao, âm nhạc, chăm sóc vườn rau, cây kiểng để nhằm phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Sau đó, Thượng tọa Thích Đức Thiện cùng Chư Tôn Đức trong đoàn cũng đã đến thăm các công trình phụ cận tại trung tâm như phòng học, nhà ăn, phòng ngủ, nơi sinh hoạt của các em học sinh tại trung tâm và đặc biệt là phòng học công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Thượng tọa Thích Đức Thiện cùng Chư Tôn Đức phái đoàn cũng đã quan lâm đến thăm các công trình phục vụ cho công tác giáo dục và đào tạo, và đặc biệt là Thượng tọa cũng đã hướng dẫn cho nhiều vị mạnh thường quân đến hỗ trợ xây dựng hồ chứa nước ngọt và các phòng học chuyên dụng đào tạo công nghệ thông tin và cầu chúc cho công trình xây dựng sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ cho công tác giáo dục đào tạo. Sau cùng, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã gửi lời chúc sức khỏe và tri ân đến Thượng tọa Thích Đức Thiện, Chư Tôn Đức cùng đi trong đoàn.